Phát biểu ngay trước vòng loại giải U23 châu Á 2024, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, trưởng đoàn U23 Malaysia Dachuk Seri Saro Mokta nói, Tôi tự tin với đội hình của chúng ta hiện tại. Đây là đội hình tốt nhất mà chúng ta tập hợp được trong khoảng 2 năm qua. U23 Malaysia có thể lọt vào vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar diễn ra từ 15 tháng 4 đến 3 tháng 5 năm 2024, ông Dachuk Seri Saro Mokta chia sẻ thêm. U23 Malaysia đã bỏ lại sau lưng thất bại trước U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á hồi tháng trước. Cũng theo truyền thông Malaysia, mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, đặt ra cho đội U23 Malaysia là giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Thông qua vòng chung kết U23 châu Á, ba đội dẫn đầu vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ có vé dự Olympic Paris. Trưởng đoàn U23 Malaysia đã chúc Seri Saro Mokta chia sẻ thêm. U23 Malaysia rơi vào bảng đấu khó khăn với chủ nhà Thái Lan, Bangladesh và Philippines, nhưng theo tôi đấy là điều may mắn. Nếu chúng ta nhìn vào bảng F với sự hiện diện của Iraq, Kuwait, Macau, Trung Quốc và Timor Leste, bảng F khó khăn hơn bảng của chúng ta. Bảng K của Indonesia cùng Đài Bắc Trung Hoa và Turkmenistan cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu Malaysia không tận dụng cơ hội vượt qua bảng đấu này để vào vòng chung kết thì sẽ rất lãng phí, vẫn là lời của ông Chúc Seri Saro Mokta. Trong khi đó, về phía đối thủ của Malaysia là U23 Thái Lan, Huấn luyện viên Isara Saritaro của đội bóng trẻ đất chùa vàng lên tiếng, U23 Thái Lan đã chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á từ năm ngoái. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để giành ngôi đầu bảng và lọt vào vòng chung kết. U23 Thái Lan không thành công tại giải U23 Đông Nam Á cách đây không lâu, nhưng đội chỉ còn 2, 3 cầu thủ từ giải khu vực góp mặt trong đội hình dự vòng loại giải U23 châu Á. Chính về